Hi, welcome back to my channel Star Scandal. Thank you.
Okay, review rushing. Let's go. Okay, vào được gần tiếp theo. Set up rushing chip. Thank you.
Let's go. Be rushing. Rushing ba. Các bạn sẽ phải đợi đầu loạt xong. Cũng nhanh thôi. Ok. Ok. Và tiếp tục tự nhiên tôi chào. Rushing. Thank you.
Ok, traffic reader. Risk model. Let's go. Oh my God. Hey, mind out, dude. Hey, don't push this up.
attractive, I'm attracted. Sure. I'm telling you, man, it's your doctor's a feeling. Let's go. Ở đây thì mình sẽ nhập vào một đầu, sau đó thì sẽ tiếp tục đến điểm màu xanh, xanh lá cây. Let's go. Sau đó thì sẽ lấy chiếc xe của ông ta. Bây giờ thì sẽ đi độ xe. Và khi các bạn độ xe và sau đó thì sẽ dùng chiếc xe đó để làm nhiệm vụ tiếp theo. Rồi và các bạn sẽ đi chiếc xe này ra đến điểm cao và làm nhiệm vụ tiếp theo trong tựa game này. Ok, bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. GTA Vice City. Well, I hope you're having a good time. Show me some ID. Start talking. Hey, make me, you prick. Don't make me. Rồi và tiếp tục các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp theo, ok?